chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị những cái thế xác về ngoại vi khi mà chúng ta gặp phải khi chúng ta ở nhà chung cư. Đối với cả nhà chung cư thì nó thông thường thì chúng ta sử dụng là hành lang chung, rồi sử dụng thang máy chung, sử dụng cổng cửa chung, rồi sử dụng những cái nơi công cộng, ví dụ như là hố rác hoặc là hộp kỹ thuật là chúng ta đều sử dụng chung. Thì như vậy là chính vì những cái chung này thì nó không nằm trong cái phạm vi trong cái nhà của anh chị, nhiều khi chúng ta không quản được. Khi chúng ta không quản được thì nhiều những cái điều xấu nó có thể gây ra những cái phần ngoại sát. Thì đối với cả cái nhà chung cư thì nó có rất nhiều những cái lần loại ngoại sát có thể gây ra. Ví dụ cái trường hợp ngoại sát thứ nhất mà tôi có thể nói đến đó là nhà anh chị đối diện cửa thang máy. Đúng không ạ? Cái nhà mà đối diện cửa thang máy, tức là cửa nhà anh chị đối diện với cả cái cửa của thang máy, thì cái trường hợp như thế này thì nó cũng gây ra một loại sát. Người ta hay gọi cái sát này ở dưới dương cơ, người ta gọi là chu tước khai khẩu sát, hay gọi là bạch khổ khai khẩu sát. Thì cái phần khác, tại sao lại gọi là cái chu tước khai khẩu sát? Chu tước tức là nói đến cái đối tượng đằng trước. Khi chúng ta mở cái cửa nhà chúng ta ra, đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy cái cửa thang máy nó cứ mở ra chập vào, mở ra chập vào, mở ra chập vào. Hình tượng này nó giống như là con cá nó đớp, hay là giống như là cái răng của con hổ nó đớp, nó cắn chúng ta. Thì cái chuyện này nó làm cho là cái căn nhà của chúng ta bị xung hại. Thì cái thang máy trong cái nhà chung cư thì chính là cái đường khí lên, tức là vào từ khí khẩu rồi thang máy khí nó đẩy lên đến nhà các bạn. Mà khi mà đẩy lên thì mở ra nó cứ như vậy, là nó bị mỗi lần mở đóng như vậy nó bị thu lớp khí, tức là nó bị thu cắt bất cái khí khi mà chúng ta nó kéo đến cái nhà của chúng ta. Cho nên là hiện tượng này người ta gọi là chu tước khai khẩu sát. Thì khách sát này cũng là một khách sát rất là không tốt trong đối với cả cái nhà, đối với nhà chung cư. Thì nó làm cho cái người trong nhà bị đoạn khí, tức là làm cho cái người trong nhà là sức khỏe lúc nào nó yếu, nó bước ra ngoài thì lúc nào nó giật mình, và lúc nào trong cái trạng thái hoảng loạn. Thì nó không thể, nếu như mà sức khỏe là kém thì chúng ta không thể nói đến tài lộc và công danh được. Và ở bên ngoài do là cái cầu thang nằm trước cửa, nên đến năm nào mà nhân người tuyệt thời của Thái Tế Tinh Quân tam sát hoặc là Ngũ Hoàng Đáo vào, thì trong nhà vợ chồng chắc chắn cãi nhau, và có thể là thị phi hoặc ra đường là sếp rồi tất cả mọi người là sẽ gây ra hiện tượng là nó không được tốt. Ngoài ra thì cái hiện tượng chú tước khai khẩu sát là một hiện tượng là nặng, nó trường hợp nhẹ hơn. Tôi nói là trường hợp nhẹ hơn, tức là nhà của anh chị là nó bị đối, tức là đối diện với cửa hàng xóm. Thực ra thì khi mà cái ngôi nhà của chúng ta mà đối diện với cả cửa hàng xóm ấy, thì nhiều nhà anh chị bình thường thì đối diện thì nó không đến mức nào cả. Nhưng mà thông thường khi đối diện thì bác hàng xóm anh chị hoặc là ai hay là sử dụng cái gương cầu lồi, hoặc sử dụng cái gương bắt quái rồi treo trước cửa rồi giã thắp phát thẳng vào mặt nhà mình, rồi sau đó ông bên này thấy ông này treo gương, ông này cũng không phải vừa treo tiếp cái gương, tự nhiên hai cái gương nó đối lập nhau, tự nhiên là nó làm cho cả hai cái nhà nó đều không được tốt. Thì cái gương của cái gương bát quái mà ở nằm trước cái căn nhà chung cư ấy, vậy mà hai ông cùng là nhà chung cư với nhau mà đối diện cửa với nhau mà hai ông cùng dùng gương bát quái, và trong cái cự ly cái hành lang khoảng 1.5 đến 2.2 chẳng hạn, thì cái việc này là tự hai ông gây hại cho nhau, thì không khác gì hai ông cầm kiếm cầm dao gõ nhau loảng choảng trước cửa nhà suốt ngày. Thì cái việc này cũng là một cái việc không tốt, mà vô tình chung chúng ta gây ra một cái sát. Cái sát này đầu tiên là về phong thủy là sát khí, còn về mặt hàng xóm là sát mặt, tức là tự nhiên là cãi nhau, nó tự nhiên là không hài lòng. Hôm nay ông này mới treo gương này, mai ông khác là treo gương to hơn, treo gương chán không đủ rồi chúng ta dán phù dán bùa rồi lớn hơn nữa, bắt đầu là chúng ta còn đặt những cái vật nó hung sát hơn, ví dụ như tôi gặp những trường hợp rồi mũi tên mũi tiếc để đặt trỏ ở nhà người ta. Tất cả những chuyện như thế thì đều là cái chuyện mà rất là không nên. Thì nhưng mà khi mà hai cái trường hợp hai cái cửa nó gặp vào nhau như vậy thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì trong trường hợp những cái đầm nó mới xử nó bị đối diện nhau như vậy cũng đi gần, thì tự nhiên về mặt phong thủy thì cũng gây ra hiện tượng nó chưa được tốt. Thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp rất là nhẹ nhàng, mà chúng ta sử dụng 5 cái đồng tiền hoa mai, dán cho là 3 cái đồng ở giữa là mặt hình quay ra và 2 cái đồng hai bên là mặt chữ quay ra, chúng ta dán vào khuôn cửa nhà chúng ta. Khi dán vào khuôn cửa thì chúng ta sẽ dán khuôn cửa, chúng ta sẽ dán lên trên hoặc là dán vào cái mặt phía dưới của khuôn. Đấy là trong trường hợp mà không có biện pháp được xử lý. Còn nếu như mà chúng ta xử lý bằng hình được thì là tốt nhất, tức là chúng ta nên lập cái huyền quan trong nhà, lập một cái huyền quan. Huyền quan là cái khoảng trống trước nhà, khoảng đệm trước nhà,
Thì khi lập huyền quan rồi thì chúng ta không cần có phải sử dụng bất kỳ một cái vật phẩm phong thủy nào nữa cả. Thì chúng ta hóa giải cho những trường hợp sát này. Hoặc là khi mà hàng xóm mà sử dụng những cái gương như thế thì chúng ta có cách lập huyền quan. Thì anh chị có thể theo dõi các video gọi chữ là huyền quan phong thủy, hoặc là huyền quan đối với nhà chung cư, hoặc là huyền quan đối với nhà, thì tôi đã chia sẻ video là rất là nhiều lần rồi, thì anh chị sẽ có thể tham khảo tiếp những cái video của tôi. Thì bằng cách là lập huyền quan thì đấy là cái cách rất là tốt để chúng ta hóa giải cho những cái phần mà trước cửa nhà là thang máy, hay trước cửa nhà là nhà đối diện hàng xóm. Trong trường hợp mà không có làm được thì chúng ta để mới dùng đến vật phẩm, thì chúng ta mới sử dụng hoa mai để chúng ta dán vào phần trước cửa nhà của chúng ta, dán vào phần khuôn cho nó úp xuống, như kiểu giống như chúng ta tạo ra một cái bức hóa sát, chứ không phải là chúng ta quay cái đồng tiền đấy thẳng vào mặt nhà hàng xóm, là không cần. Mà đồng tiền đấy dán vào khuôn để úp xuống, ta đứng ở dưới cái khuôn cửa, anh chị gọi nó là khuôn cửa, thì chúng ta đứng ngưỡng lên để chúng ta nhìn thấy. Thì đấy là cách để mà chúng ta có thể hóa giải cho những trường hợp này. Ngoài ra thì nhà chúng ta còn những trường hợp khác, ví dụ nhà mà gần hố rác, tức là như này, tức là cái nhà chung cư chị bước ra 2, 3, 5, 70 mét, hoặc bên này 5, 70 mét là tự nhiên là đến hố rác tập thể chẳng hạn. Thì hố rác tập thể của cả khu chẳng hạn, tức là sẽ hay có cái phòng mà vào đổ rác ấy. Thì về cơ bản thì cái chuyện này, tức là nhà gần hố rác, hoặc chưa kể là trường hợp là nhà có một phần nhà là cái đường thoát rác nữa, thì hôm nào thì bắt đầu vào bên trong thì hoặc là những cái sát về đường bên ngoài tôi nói sau, nhưng tôi đang nói ở đây là cái sát đối diện, tức là khi mà gặp phải phần hố rác như thế, thì khi mà gặp phải hố rác như thế thì cách hóa giải của chúng ta cũng tương tự như đối với cả là cửa cầu thang. Cái hóa giải nó tương tự như là đối với cả cái hai cái nhà có cửa đối xứng trực tiếp nhau, thì chúng ta đều sử dụng cái hoa mai tiền để chúng ta dán vào khuôn để chúng ta úp xuống. Ngoài ra nó còn có một cái phương pháp khác nữa, đó là khi mà sử dụng bên ngoài mà đối diện của chúng ta mà là cái thang máy, hoặc là nhà hàng xóm sử dụng gương chiếu vào, như trường hợp bạn làm anh chị rất là lo lắng, thì có một cách khác nữa là chúng ta sử dụng một cái thước thập nhị đế chi, chúng ta gắn trực tiếp vào khuôn cửa và quay về phía đối diện, tức là đứng từ ngoài nhìn thấy, gọi là thước thập nhị đế chi gắn vào khuôn cửa phía bên trên, thì chúng ta có thể hóa giải được hầu khắp tất cả những sát, hầu khắp tất cả những cái và ngoại vi đối với cả chung cư. Thì bản thân cái đường khí đấy cũng là cái đường khí nhỏ, nó không phải là đường khí lớn. Cái đường khí lớn của anh chị nó phải là nằm ở cái ban công cơ, thì cho nên thành ra là chúng ta sẽ xử lý cái phần đấy ở những chuyên mục khác. Thì trong video này thì tôi đang nói về cái thang máy, chúng ta đang nói về cái hố rác ở trước nhà, chúng ta đang nói về cửa nhà hàng xóm đối với chung cư đối chung thì xử lý như thế nào. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng và lắng nghe các phần chia sẻ của Phong Thủy 80. Xin cảm ơn.